rồi. Bên đàn em tôi thấy con cua trước mà bên đàn em á, ông giành là tính sao đây? Không anh, cua em mới trước. Được, để anh cua em. Con cua này chắc là giòn rồi đó. Chắc là không giòn đâu. Giòn đâu? Giòn đâu? Cô rồi cầm ba quẩy giữa đồ vậy. Con mới phát hiện cua hoàng đế nhiều lắm cô. Bởi vậy con mới đem ba búa theo đi bắt nè. Có nè. Cua hoàng đế mà tụi con bỏ ba mà. Anh đừng có nói là anh bắt cua hoàng đế trong tiệm nha. Phải đâu, nó trong hàng em ơi. Trong hàng là cua đồng mà. Con nói chơi con thôi chứ thật ra là cua đồng á cô. Cua đồng tụi con lấy ba mũ bắt được rồi, làm gì mà lấy hai ba búa bự to đùng vậy? Nó cua nhiều lắm, ba mũ được không được đâu. Đúng rồi đó con. Rồi thôi bây giờ đi bắt thử coi cua nhiều cỡ nào mà tụi con nói nghe. Đã à nha. Đã, đi theo cô. Đi 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 đi. Ôi, đó chỗ rồi anh em ơi, cua hoàng đế đây nè. Nãy mấy anh nói cua hoàng đế, em thấy hay quá em đi theo bắt. Đây là xe cua ve đầu đất mà Thịnh. Em thấy cũng giống cua hoàng đế đâu, thấy cũng giống con tôm hùm mì có. Bây giờ tụi con dẫn cô tới đây bắt cua rồi, không thấy con cua nào hết trơn mà nó nhiều đem bao rồi đủ thứ kìa. Trời ơi, tại cô không chịu lại mò thôi chứ mò là có hết cô. Đâu, khó mới mò chứ chưa khơi mò sao dứt. Đây nè, đây nè. Đâu cô, ơi, cua hoàng đế hả? Ồ, hay quá tụi con ơi. Này, ôi cua bò dính bò luôn. Ồ, vậy là chứng tỏ con cua ở đây rất là nhiều luôn rồi. Con cua kìa, đâu, 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 để tôi nhìn. Kìa, 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 giận cái tôi. Trời ơi, đó giọng hay con trùng mà hơn luôn đó anh em. Con trùng này chắc sống lâu năm rồi, thôi thả đi con ơi. Dạ. Làm gì nữa? À, cô biết rồi, vậy là người ta đang cào đất. Tất nhiên là cua nó sẽ bò lên nhiều, vậy là mạnh nó đúng rồi đó Mạnh ơi. Chứ sao cô? Thôi bắt đi, để con chạy lại. Con thấy cô bò dưới mặt nước kìa. Thôi gồng gồng kìa. Trời ơi. Quá cũng đúng nè. Trời một đống luôn. Đây là cá lóc đó nè. Nó đẻ hả? Ừ. Ôi đây có bầy đầu rồng nè, chắc có cá lóc bự lắm á. Rồi mình không có dụng cụ sao mình bắt cá lóc? Ôi lỡ bắt cua đi, ở đó mà bắt cá lóc gì? Ờ đúng rồi, gặp nào bắt nó đi. Ôi con cua kìa mà anh. Đâu đâu? Ông hay ông ơi. Thôi cho anh đu đủ đi kìa. Ây da. Đừng mến, đừng mến. Đâu anh, đâu anh. Anh em, anh em. Đâu đâu, sao vậy? Được không, được không? Dụng bờ, dụng bờ. Cô bắt được con cua nha, trời ơi nó cắt đau quá. Dạ dạ. Cô bắt được con cua nè. Cua nè. Con cua nè. Nè nè. Ủa con bắt được con cua kìa. Trời ơi nó cắn, nãy giờ tôi đau muốn chết luôn rồi nè. Trời ơi nó nhỏ nhỏ này cắn có gì đâu đâu. Cái cua nhỏ nhỏ này mình làm ngang ngang ăn ngon lắm cô. Nếu mà nhiều cô sẽ làm cái món này đảm bảo tụi con thích. Ủa làm gì vậy? Cua lăn bọt chiên xù giòn món lắm. Lát nữa cô làm cho ăn. Sao không? Được đi. Nãy giờ mình chưa có công. Ôi ôi con cua này nó bự quá anh em ơi. Ôi con cua. Ê đầu rồi rồi. Thôi ổng rồi, thôi ổng rồi. Trời ơi để mình rửa nước lại. Đây. Con cua này con cá nha anh em. Đâu. Một con. Quá trời rồi. Thôi coi chừng lấy nhầm mấy cái này nè. Lần đầu tiên mình thấy xe gặp đất luôn các bạn ơi. Đúng rồi á, nó gà một cái một đống đất luôn kìa. Rồi. Ôi, mới nhìn vô tưởng cá thiệt con. Bỏ đi xô, bỏ đi xô mấy em ơi, bỏ đi xô. Con cá này nó chết. Rồi, cái cá này nó độc quá, anh ăn không được đâu. Con cá tùng á. Người ta sáng xúc đi, xúc ngay cái đầu đó luôn hả, thấy không? Rồi giờ tìm cua đi mấy đứa ơi. Mấy con cua rồi mọi người. Cua đâu? Bắt đi. Mấy con mấy? Chết tiều con. Đây. Anh này kẹp vô nè. Đang ăn cua luôn. Chết, cua kìa Minh, cua kìa Minh. Đâu? Ở dưới ông thấy không? Ừ. Này. Ôi nó chạy ông ơi. Tụng thấy mất tiêu rồi. Lấy vòng vòng nghe đó Minh. Cua nó có 8 chân lận cho nên nó chạy nhanh lắm. Ủa hồi nãy anh nghe em nói lận cua có 8 chân mà sao anh thấy con cua này có 6 chân kỳ vậy? Tại nó bị gãy 2 chân rồi đó. À. Trong cái lúc bắt nó bị gãy. Cua kìa đó. Gãy rồi. Gãy rồi. Gãy rồi. Ôi ơi, ơi, có con cua nè. Để nó chìm đó. Ôi ơi, chạy. Hay quá. Nè, con nè. Ôi. Ôi kìa kìa kìa, con cua trong đây. Hay quá. Hay lắm. Ây da, không chơi kẹp nha, mày chơi kỳ quá nha. Chơi vậy là bậy rồi bạn ơi. Còn ta. Wow.
Nãy tôi mới thấy con đâu đây mà. Cũng mời ngay chỗ đó mở đi. Chắc nó chạy rồi. Thôi cua lẻ bự mẹ ơi. Được, tôi mới bị kẹp á. Mấy ông mắt mấy con cua kia là giả rò tôi nè, bự chưa? Ôi trời ơi. Mày bị chiên xù lên rồi. Ôi trời ơi. Mày nhỏ mày. Nhỏ 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 này chiên ăn ngon lắm á. Ờ, ấy da mày dám kẹp tao. Đó Hùng ơi. Quá trời luôn rồi. Ủa con mới bị. Wow, bác nãy giờ có chút xíu mà quái thưa cô luôn nè. Nãy giờ tôi ăn bác không cho em có bác đâu. Nhưng mà em có công chỉ chỗ cho mấy anh bác đó. Ừ, cũng được. Rồi đấy. Mình đi mò cua nãy giờ mình mới phát hiện là có cái mạch nước ngầm nè anh em. Ừ. Nước, nước bao lạnh luôn. Ủa đây lạ lắm nha anh em. À, để lên. Đó, trong suối luôn. Trong chút sáng luôn nha anh em. Nước có chút xíu vậy. Được á, nhưng mà nó hơi có mùi bùn. Trời ơi, ghê quá. Ừ thôi chứ ai có uống đâu. Thôi, để anh bỏ cho miệng rõ ràng con. Hãy thử con mùi vị nó làm sao. Nước nhà mà không quá à. Mà công nhận nó chảy hoài luôn hả anh em. Đúng rồi, chảy hoài hết luôn. Ôi, mình thấy có con cua bự nghe nè. Đúng mến, hổng không? Đi đâu, tự rồi. Đi bộ anh bợ chi đi. Hay quá mình ơi. Trời ơi, cua nó bự anh em ơi. Sâu đâu. Sâu đây. Cua này cua cái á. Tụi con bắt đây vô tầm sâu cho. Đứng kêu gì kìa. Ơi, qua cho. Cua này giống một con. Chết. Dạ rồi, em đang bắt con hai. Trời ơi, một con rồi, cần đi chơi hai. Đó, bộ dữ vậy đó. Rồi hay quá đất ơi. Đâu. Anh tính thể hiện mà mấy em thể hiện rồi. Thôi là biến quá. Ôi còn được con bự nè anh em. À. Hay quá đất ơi. Bao nhiêu. Rồi chuẩn bị cho em một con nha. Nguy hiểm lắm. Để nhẹ đi bọn. Đây. Ôi trời ơi nó cắn tôi. Trời ơi con cua. Mà chết ra Vinh. Nó cầm lên chơi nó cũng rắn nó chạy. Cua này kỳ cái kiến cũng chơi mày luôn. Nghe nó hay quá đó ơi. Nó cắn tao. Giật ra. Không, bậy rồi. Bỏ vô đi. Một lát nữa chiên là ưu tiên cho đứt mấy con bự nha. Em hồi nãy nó ghẹo ghẹo nhỏ sao cứ để vô coi cạn cái chín của nào mà nói cắn cái nhất chết rồi. Ai biểu tội em ngu cua mà đứt kẹn vô hử. Trời ơi. Khôn nhiên bòi á. Ôi cua. Mày xong rồi nha. Xong rồi. Xô. Rồi. Đây là cái máy xúc nè anh em. Được. Rồi được rồi. Đứa nào lên thử lái không? Dạ không. Đây, để cho ông bà bộ chuyên nghiệp lái xe. Rồi, lên đi. Con lên con làm màu thôi chứ chú tắt máy rồi. Này phải có tay nghề mới lên lái được con ơi. Wow, dữ à. Trời ơi. Dạ. Thầy đất trái ngầu quá. Được. Rồi. Cái gì đây? Ê che là cái đường bánh xe tăng không nè. Xe cua bé nó bự như vậy á mà người lái á lái được là quá giỏi luôn rồi á. Cái này cũng phải học lâu lắm mới biết tập lái đó con. Quá chút. Em mình bắt vô giờ nắng quá các bạn ơi, giờ ngồi nghỉ chờ cho cái máy xúc đó nó xúc gần hết luôn đi mình lượm cua cho nhiều. Lấy con cua kìa. Cua đâu? Trời ơi nó bò vô đây. Bò vô bóng nát kìa, bò vô nào. Mấy con cua này hên. Ê còn có kìa. Còn có kìa bớt kìa. Kìa lên. Đây có cái hàng để mình mò ra thử nha anh em. Coi coi cũng trầm trọng có không gì. Hàng này theo mình nghĩ là chắc nó cũng bự mà. Nước quá trời luôn kìa. Xong rồi gặp con. Xong rồi. Ý là gì vậy mà anh? Không sao. Có con gì không? Gì không? Có xong có cô. Trời ơi hay quá mạnh ơi. Từ để rửa cho anh em xem nè. Quá dữ tự mạnh. Đây. Wow. Đẻ xong rồi à, gì mà cô thấy cái bụng nó trống phọc rồi kìa. Cua kiếm mãnh. Đâu.
lên dễ bắt lắm các bạn ơi. Rồi cua mà mình bắt bằng hai tay bắt không sể luôn nha anh em. Cua nào? Cua hả? Ủa, cua bên mình hả? Đúng rồi, mấy cua thôi. Dạ, cua bên tôi lại. Em ơi, cua nè. Ê, đâu, 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 chuyện gì đi anh lo. Chuyện gì? Bên đàn em tôi thấy con cua trước, mà bên đàn em á, ông giành là tính sao đây? Thiệt không Đức? Không anh, cua em thấy trước. Được, để anh cứu em. Dành cô á, sáng giờ đứa nào cũng có công hết, lát nữa cô chiên rồi chia đều ra ăn. Vậy là không có đoàn kết không được nha. Lên. Ủa nãy giờ dành hang cua rồi, hang cua đâu rồi? Mất rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Sao mất hang cua rồi? Bởi vậy anh em không đoàn kết, bởi vậy nó mất hang cua đó. Ừ, lần sau chúng ta sẽ đoàn kết ha. Ừ, anh em mình là một gia đình. Chết mình rồi, chết mình. Lên. Rồi, hợp tác vui vẻ lắm. Hai anh dành hai con cua kình đã đời giờ mất tiêu luôn. Thôi giờ mình đi về nha các bạn. Cây cẩu cũng hết mất rồi, cua cũng không còn lên nữa. Thì các bạn theo dõi team mình, lát nữa thì sẽ về làm món gì nha. Rồi, đi về thôi. Let's go. Team mình bắt cua về rồi, giờ để thông cân cho mấy chiếc. Dạ. Đi đây. À, gần 2kg luôn. Wow. Rồi bây giờ mình đổ ra đi tụi con ơi. Nó chịu không bao vậy? Ủa mấy cua này nhất tình đó con ơi. Quá trời luôn. Nó bò ra ngoài kìa. Ơi nó bò à. Ủa có vậy mà đậy ao luôn. Đúng rồi. Bắt cua bự đây đi anh em. Rồi lựa cua bự ra đi rồi mình đi chà cho nó sạch. Rớt kìa, lấm lết lấm lết. Sẵn sàng coi chừng nó tẹp nha tụi con. Dạ. Rồi xong mình đi rửa đây cho sạch đi tụi con. Dạ. Nó quậy nó chạy luôn luôn. Rồi bây giờ rước muỗng tay đi, mình chà sạch rồi vô làm nha tụi con. Dạ. Lúc bắt thì không cực, còn lúc chế biến thì mới cực nè. Đúng rồi. Mà cũng nhờ cái máy chạp đó thôi, nếu không là bắt cũng mấy ngày á. Ừ đúng rồi, đứa này nói chí lý nè. Cô mình cũng rửa sạch rồi, bây giờ tụi con phụ cô tắt cái mai đó ra đi nha. Dạ. Cô nhỏ thì cô sẽ chiên bọt, chiên giòn, còn cô bự thì mình sẽ răng me ăn. Ủa sao con rửa nó ra thành như vậy luôn rồi? À con cua sữa con ơi, con dặm cái chân nó nè, cái bình dưới kìa đó. À quá trời sữa luôn. Wow. À quá. Cua sữa đang lát càng ngon lắm á, béo ha. Cô đã phân chia ra hai loại, bên cua nhỏ là cua bự rồi. Giờ cô sẽ bỏ cua nhỏ vô tẩm bọt chiên giòn nha. Dạ. Rồi con đổ dầu vô cho nó sâu lên. Để dầu đi ra được bếp. Giờ cô sẽ cắt bọt bỏ vô, sắp cho nó đều rồi mình bỏ vô chiên. Con có dầu không cô? Rồi đổ dầu vô đi con cho sâu. Cô cái bột này thơm. Thơm à. Này bọt chiên giòn ha, nó khô á, mình không cần nước. Nó đều ra đều lên nha. Được rồi. Nó lại đi. Rồi cô tắm xong rồi nè. Ở đây cô thấy mình rõ ràng nhất luôn á. Cô giao cái món này cho con nha. Dạ. Cô đi lo cái món mà cua răng me. Cảm ơn nha. Để em lấy đồ đũa nữa cho okay, kìa. Thơm quá. Này bỏ vô phụ cho. Ừ, bỏ vô phụ anh đi. Xèo. Đó. Quá thơm luôn. Bỏ đại vô đi. Xèo. Đây. Bây giờ có. Rồi bây giờ con sẽ đổ nước nóng vô trong me, đặng lấy nước cốt men lát mình sốt cua cho con. Rồi cho nó tan đi, trong thời gian này con sẽ làm tỏi với lại hành để phi. Em thấy dầu này đâu có dăng dữ đâu mà anh đổ cái nón lên chi nặng nhọc quá, háo ra đi. Ờ. Con cua này chắc là giòn rồi đó. Chắc là không giòn đâu. Giòn. 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 Giòn
Chắc là giòn đấy. Mới chuyện có mấy câu mà hơm quá. Dầu sâu rồi, bây giờ con sẽ để tẩu với hành vô khuyên ra thơm. Rồi, củ hành với tẩu vàng mình bỏ cô vô. Rồi, để nắm thơm rồi bắt đầu mình bỏ cái sốt nghe vô. Trời ơi, con thấy dặn khè luôn, tụi con không nhớt ra, ngồi trong quen vậy. Chưa có giòn đâu. Không có giòn, nó nắm luôn cái chú giỡn. Ủa, nó nắm luôn cái chú giỡn. Thôi, thôi. Thì giờ con sẽ bỏ đường, muối với lại với chiếc bột ngọt vô cái hỗn hợp nước me này. Bắt đầu quậy cho nó hòa tan, cái mình đổ vô trong cái cua nha tụi con. Đây, cái món mà cua rang me của cô hoàn thành nè. Đó. Hấp dẫn chưa? Rồi. Em hiếu nước này phải không Hạnh? Đúng rồi, anh hiểu em rồi đó. Hai anh không ngồi đi mà hai anh đứng dậy. Đúng không? Đúng hai anh đứng đang được hai bên chứ sao em? Đứng dậy. Trời ơi, trời luôn. Đưa đi em đón ngọt nè. Ai giờ anh ơi, từ từ. Đón anh em ngoài xa trước. Đúng rồi. Sáng giờ tụi con bắt cô cực khổ, bây giờ thưởng thức coi món nào ngon nha. Dạ. Rồi mình ăn miếng cua chiên giòn rồi. Quẹt miếng tiên ớt. Lụm. Giòn. Ngon không bằng. Thấy đứa nào cũng nhai đậu đậu đấy. Để cô thưởng thức coi. Quá giòn luôn. Đây. Tuy mình mời các bạn cùng ăn món cua chiên giòn nha. Ngon luôn. Nước mắm cô làm rồi. Cái thịt cua thì nó ngọt, nó ngon quá. Đây là con cua sữa nè. Để coi ăn coi có nó ngọt không nha. Ngon quá. Ngon quá ngon. Ôi. Trời càng mà bự chà bá lửa không nè anh em. Ngon me nó chua chua. Nó bay mùi hổ quá trời ngọt luôn à. Ừ. Như cô thấy hai món này món nào cũng ngon hết tụi con ơi. Cái cua nhỏ mà chiên giòn này á mình ăn hết trơn luôn, còn cái này thì mình ăn được cái thịt cái nhã xương ra hết tụi con. Dạ. Nói chung là món nào cũng ngon. Ừ. Ok. Nhưng mà có em ăn là ngon nhất à. Ok. Còn cứ vậy không vậy mà nam mạnh. Mình cứ vậy không à. Ừ. Là... Ủa? Hồi nãy á con thấy con cua sữa đứa nào ăn rồi? Có ăn rồi. Ngon không ăn? Rất ngọt, mùi thơm mùi sữa. Là nãy giờ con để ý im ăn mình luôn. Ngon nè chứ con. Hồi nãy tụi con định ăn cua sữa nó khóc luôn á. Trời ơi, dữ vậy. Vậy là ăn thiếu sữa không? Con thấy cái món cua cà phê này tụi con ăn đắt nè. Dạ, nó ngon luôn. Ngon quá à. Sợ không anh Mạnh? Ôi, giòn lắm em ơi. Thịt bên trong trắng thiếu là một mắt thôi đâu con. Hả? Ngon. Lần đầu tiên cô ăn cái cua cà phê này luôn á. Ngon. Cô đang me cô ăn rồi. Anh như con đó giờ con chưa được ăn cua đồng luôn. Hả? Mà được chiên cà phê này đúng không? Càng ngon hơn ha. Đúng rồi. Hôm nay nhờ mấy anh chị mà được hai món ngon từ cua luôn. Cũng liên mừng đi mấy ơi. Liên mừng. Vô. Vô. Để mình thử cua gan me coi. Thử vô luôn con. Đậu gan quá trời luôn. Anh bé ăn cái phần. Vậy hả? Để anh bé mình ra ăn thử coi. Mình nhẹ hơn ha. Mình nhẹ hơn mà nó có thịt nữa. Ôi, cua kẹn đi mình. Không có ai giọng hết, không có ai giọng. Đó, gãy rồi thấy chưa? Ủa, mà sao càng nó còn nguyên vậy? Ui, không chừng cái găng không nó gãy đó, nãy nên nghe một cái cục luôn á. Ngon 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 nha. Trời ơi, con ăn gì mà tự giờ rung răng hết rồi hả? Vui vẻ ăn nè. Bữa nào cũng vậy trời vậy. Ăn cái gì vui vẻ. Đúng rồi. Hồi nãy tụi con không chê, không ăn món này mà giờ ăn sạch dĩa hết, bả kêu sao rung răng. Luôn nhất. Ngon 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 mình luôn rồi. Rồi thôi, video của team mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn.